Cuối năm 2021, thành phố Biên Hòa chính thức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ở phường Thống Nhất và Tân Mai. Dự án này được kỳ vọng phục vụ tái định cư cho các công trình, dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, sau gần 2 năm thi công, đến nay dự án này mới chỉ đạt khoảng 30% tiến độ. Thậm chí do vướng vào công tác giải phóng mặt bằng, thế nên dự án này đã phải điều chỉnh 2 lần về tiến độ bàn giao, gần đây nhất là vào cuối tháng 6 năm 2023. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại phường Thống Nhất và Tân Mai, thành phố Biên Hòa dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022, nhưng tiến độ dự kiến hết năm nay chỉ đạt khoảng 40%. Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa cho biết, 6 hộ ở mặt tiền đường Phạm Văn Thuận kết nối khu tái định cư suốt thời gian dài không thỏa thuận bàn giao mặt bằng xong, nên đơn vị thi công không có lối để đưa thiết bị vào thi công tại công trường. Đến nay, 4 trên 6 hộ đã đồng ý giao mặt bằng, nên đơn vị thi công đã hoàn thành thi công nền cắt các đường N3, N5, N6, N7 và N8. Đổ bê tông và lắp dựng cốt thép tường chắn đất đường N7 và N8 dài 265m trên 424m. Thi công nền đất lớp 3 đường N5, nền đất lớp 2 đường N6 và N7, v.v. Hiện nay thì bên trung tâm phát triển đất đã bàn giao cho ban quản lý dự án cái phần đường vào. Tuy nhiên là trước đây thì vướng 6 hộ thì cũng đã giải quyết được 4 hộ thì cũng đã cơ bản là có cái đường vào, và ban cũng đang triển khai thực hiện cái phần xử lý nền để trong năm 2023 này cũng cơ bản được hoàn thành được cái đường vào và cái khu tái định cư, và phần đã bàn giao mặt bằng khoảng 3,5 hectare. Dự án tái định cư tại phường Thống Nhất và Tân Mai có diện tích hơn 8,5 hectare và đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho gần 1,9 ngàn người, tương đương với 468 lô đất tái định cư. Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa mới đây cũng cho biết, dự kiến đến tháng 12 năm 2023 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục trong phần diện tích đã bàn giao. Trong đó, về mặt bằng tháng 12 năm 2023 này, dự kiến sẽ bàn giao thêm 1,5 hectare còn lại để triển khai thi công. Đối với lại cái việc khoảng 5 hectare trong cái dự kiến bàn giao trong năm 2023 thì trung tâm cũng đang cố gắng hoàn thiện của 1,5 còn lại để đảm bảo được 5 hectare trong bàn giao trong năm 2023 này. Vì đây là cái dự án chung là 86 hectare, hiện nay bàn giao cố gắng là 3,5 cho đến 5 hectare. Thì sau khi hoàn thiện cái phần 5 hectare thì để bàn giao các cái hộ của phần 3 hectare 6 còn lại để vào triển khai, thì trung tâm cũng dự kiến là trong năm 2024 sẽ triển khai tiếp tục. Tại buổi giải trình thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 và mới đây, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành cũng nhận định việc xây dựng các dự án tái định cư chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Do đó, phải đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư sẽ là mấu chốt để gỡ vướng cho các dự án đang triển khai. Trong đó, khu tái định cư Thống Nhất Tân Mai là ví dụ điển hình nhất.